áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Chào các em, mời các em cùng đến với bài cuối cùng trong chương số 9. Thực hành, quan sát, mô tả sự sinh trưởng và phát triển ở một số sinh vật. Trong bài này, chúng ta sẽ cùng nghiên cứu câu hỏi số 1 trong 157. Ghi kết quả quan sát sự sinh trưởng và phát triển của cây ở các chậu và sự sinh trưởng phát triển của các loài động vật vào bảng theo mẫu sau. Bảng 38.1 về tên cây trồng. Ngày trồng trong khoảng 5 ngày. Chiều cao của cây tính bằng cm. Chúng ta sẽ đếm xem số lá của cây có thay đổi gì không và kích thước của lá thay đổi như thế nào. Với bảng 38.2 về động vật, mời các em cùng điền tên một số động vật, các giai đoạn phát triển của chúng và đặc điểm về kích thước hình thái cơ thể qua các giai đoạn. Thế thì cô sẽ gợi ý với các em về kết quả quan sát sinh trưởng phát triển ở các cây trong chậu và cái sự sinh trưởng của chúng như thế nào nhé. Với cây đậu xanh chẳng hạn, rất là đơn giản, chúng ta có thể gieo hạt. Thế thì ngày 1, chúng ta thấy hạt bắt đầu nảy mầm, xuất hiện rễ. Ngày 2, xuất hiện rễ nhiều hơn. Và ở đây thì chúng ta cần lưu ý là trước khi bắt đầu gieo hạt chẳng hạn thì chúng ta sẽ ngâm để cho hạt phát triển trước. Xong sau đó thì ngày 1 chúng ta đem gieo nhé. Tiếp theo là ngày 3 thì chiều cao cây khoảng 1 cm. Ngày 4, 1,5 cm. Ngày 5, 2,5 cm. Ngày 6, 4 cm. Và chưa có số lá và kích thước lá nhé. Và đến khoảng ngày thứ 7 chẳng hạn thì nó sẽ là 5,5 cm. Và số lá là khoảng 2 lá. Kích thước của lá là khoảng 2 cm². Và cô cũng lưu ý với các bạn một điều là nó cũng tùy thuộc vào từng loài đậu. Có thể là các loài cây như là đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen chẳng hạn. Hay là với các cây đậu phộng, đó là cây lạc ấy, thì cũng cái việc quan sát sự sinh trưởng phát triển này cũng rất là thú vị. Chúng ta cùng thử nhé. Còn với cái kết quả quan sát sinh trưởng phát triển ở các loài động vật thì sao? Ví dụ như với con bướm thì các giai đoạn phát triển đó chính là trứng đã thụ tinh, phát triển thành ấu trùng, thành nhộng, rồi thành bướm trưởng thành. Về cái đặc điểm hình thái kích thước ở các giai đoạn thì giai đoạn trứng, hợp tử phân chia nhiều lần tạo thành phôi, các tế bào của phôi phân hóa và tạo thành các cơ quan. Giai đoạn ấu trùng hay còn gọi là sâu bướm thì sâu bướm có hình trụ dài, sử dụng thức ăn chủ yếu là lá cây, nó lớn lên rất nhanh và trải qua nhiều lần lột xác. Giai đoạn nhộng thì nhộng có hình túi nhỏ, không có các hoạt động thu nhận thức ăn trong thời gian này. Giai đoạn bướm trưởng thành thì bướm có cơ thể hình trụ dài, có hai đôi cánh lớn, sử dụng thức ăn chủ yếu là mật hoa. Ở con gà thì sao? Trứng phát triển thành gà mới nở, rồi gà mới nở phát triển thành gà con, rồi thành gà trưởng thành. Ở giai đoạn trứng thì hợp tử phân chia cũng rất là nhiều lần tạo thành phôi, các tế bào của phôi phân hóa và tạo ra các cơ quan, hệ cơ quan trong cơ thể. Giai đoạn gà mới nở thì gà bé bằng nắm tay, cánh nhỏ, toàn cơ thể chỉ có lông tơ. Giai đoạn gà con lớn dần, bắt đầu mọc lông cánh, lông đuôi. Và giai đoạn gà trưởng thành thì nó tiến dần đến kích thước tối đa. Với gà trống thì mọc mào, gà bắt đầu có khả năng sinh sản. Đấy chính là đặc điểm và sinh trưởng phát triển ở gà. Câu hỏi số 2 trong 157. Mời chúng ta cùng nhận xét và rút ra kết luận từ kết quả quan sát sự sinh trưởng phát triển ở thực vật và của gà, ở thực vật và động vật, với đại diện là của gà chẳng hạn. Thì chúng ta có về cái nhận xét và kết luận này. Các sinh vật thì đều có khả năng sinh trưởng phát triển. Sự sinh trưởng phát triển ở sinh vật được biểu hiện bằng sự tăng lên về khối lượng và kích thước của cơ thể, sự phát sinh hình thái cơ quan và cơ thể. Sự sinh trưởng phát triển ở các sinh vật khác nhau là khác nhau. Trong cùng một loài, ở mỗi giai đoạn, sự sinh trưởng phát triển cũng khác nhau về cái sự biểu hiện và tốc độ. Chúng ta cùng đến với câu hỏi tiếp theo, câu hỏi số 1 trong 157. Mô tả hạt nảy mầm và sinh trưởng của cây trong thời gian quan sát. Chúng ta có
ở một số đặc điểm như là sau khi gieo hạt xuống đất, nhờ có nước, không khí thì hạt đã nảy mầm. Một chiếc mầm trắng được cắm xuống đất và phát triển thành rễ để hút chất dinh dưỡng từ đất. Rồi sau đó một chiếc mầm xanh trồi ra, đẩy lên khỏi mặt đất và phát triển thành thân mầm. Sau khi nảy mầm, lá mầm phát triển ổn định trong một thời gian, rồi sau đó teo đi. Khi lá mầm mở rộng ra, những cơ quan sinh dưỡng của cây như là lá non, thân dần lộ ra. Thì chúng ta cũng lưu ý là đây là chính là những đặc điểm của cây phát triển đấy. Câu hỏi số 2 chúng ta tiếp tục trả lời về sự so sánh về sự sinh trưởng phát triển của các loài động vật đã quan sát. Thế chúng ta thấy ví dụ như là ở bướm và gà chẳng hạn, thì ở bướm có giai đoạn trung gian giữa con non và con trưởng thành, đó chính là giai đoạn nhộng. Thế còn ở gà thì không có giai đoạn trung gian giữa con non và con trưởng thành. Loài bướm thì có sự biến thái hoàn toàn, đó chính là sâu bướm. Nó có cấu tạo và sinh lý thì rất là khác so với con trưởng thành. Nó trải qua các giai đoạn trung gian, đó chính là nhộng, để biến đổi thành con trưởng thành. Còn gà thì không có biến thái. Gà con sinh ra nó có đặc điểm hình thái và cấu tạo tương tự như gà, như con gà trưởng thành rồi. Và đây cũng chính là câu hỏi cuối cùng của bài ngày hôm nay. Hy vọng là các em sẽ nắm được những cái đặc điểm, về sự quan sát được những cái đặc điểm sinh trưởng phát triển của các đối tượng sinh vật xung quanh cuộc sống của chúng ta, và để kết hợp với cái kiến thức mà chúng ta học được để chúng ta nhớ được lâu hơn nhé. Cảm ơn các em đã theo dõi bài giảng của cô. Chào các em. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.